So today is we are going to explain about so PXI. This is a PXI. So what is the stand for the PXI? So is so my step is in Nyan explain. What is the explain? What is a PXI? Nyan-san? Yes. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhã. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ cho bác Hoshino đây để giới thiệu về cái PSI, hệ thống PSI. Thì PSI là một cái hệ thống được sử dụng rất là phổ biến trong các ngành công nghiệp đo lường tự động. Và PSI thì nó là từ viết tắt cho PCI Extension for Instrumentation, là một cái chuẩn được phát triển của NI. Dựa trên nền tảng là PCI. Yeah, this is PCI. Yeah, PCI is also so industrial version of the PCI, right? So PCI is an industrial also version of the PCI. So this PXI is so today is I show you the eight-sort PCI. So eight-sort PCI. So we can remove the modules like this. This is a controller, and this is đây là các controller. This is a like a module, instrument module. Yeah, và đây là các cái module mình sẽ lắp cho cái hệ thống PSI của mình. Thì PSI nó có rất là nhiều các module. Yeah, these instrument modules is that there are a lot of the various modules. For example, hiểu như là yeah, go ahead, explain. Yeah. You can keep going. Okay. This is a power and source measure unit. Source measure unit. Yes. And this is a CAN board, CAN module. Yeah, đây là module CAN bus. This is a relay. Well, you can see the relay, right? Yeah. This is a digitizer, like oscilloscope. Đây là module oscilloscope. This is a digitizer. Oh, this is digitizer, but eight channel digitizer. Okay, đây là module 8 digitizer 8 hợp kênh. And a camera link, digital IO, and the FPGA modules. So these modules can be select and insert here, like this. Cho các mô đun này thì đều có thể được kết nối, đều được tháo rời hoặc là kết nối thẳng vào PSI như vậy, như cách mà bác Hoshino đang làm. Yeah. Yeah. Yes. Right? So this PXI can select lots of the modules. So if so, we want to test something DUT, and some test item. So we can select a suitable measurement instruments. Right? Yeah. Khi mà đối với từng các cái thiết bị mà chúng ta cần đo và kiểm tra, chúng ta có thể tùy chọn tất cả các module mà theo như cái bài đo mà chúng ta cần tiếp, rồi sau đó chúng ta lắp đặt vào cái hệ thống PSI của mình. So that means that we can select in modules, so we can select only we can select each module. That means that we can test according to the test. So that means that it can reduce, also can expand in the future.
And also, if it is very useful, we can remove the modules. We can use the alternative method, advanced powers. So that means that easy to use, easy to test, and so we can replace any kind of the powers. À, và chúng ta có thể tùy chỉnh theo tùy theo cái mục đích của chúng ta và thậm chí thì có thể chuyển nó từ cái một từ sang một cái đích khác như là cho một cái bài test hoàn toàn khác. Yeah, phải tùy thuộc vào cái việc các bạn chọn lựa cái module của mình. Yeah, and this is the H chassis, but this is so kind of the so 80 slot chassis or 58 slot chassis. So that means that we can we have another chassis in order to insert more slot. Và thì ở đây mình có rất nhiều cái các cái khung máy với các cái khay máy khác nhau thì tùy theo cái số lượng các khay mà nó có các bạn có thể lắp đặt khay cho cái hệ thống của mình với bao nhiêu module có thể từ 4, 9 và 16. So that means that we can select the chassis and modules and the controller. This is Windows controller, and so we can like a customize system. It's like a DIY, do it to yourself. So we can make a do it to yourself measurement instrument. Yeah, và các bạn có thể làm một cái tự thiết kế một cái hệ thống đo cho mình và chỉ dựa vào việc mà bạn chọn từ việc chọn cái khung máy, các cái module, các cái controller và một controller tại thường các PSI chỉ có một cái controller duy nhất nên vậy. Các bạn có thể tùy chỉnh cả cái hệ thống của mình chỉ bằng việc chọn lựa tất cả các cái máy và module sao cho phù hợp với cái mục đích của mình. Okay, so we can provide a PXI product. So if you contact to the to us, so we consult to what is the best modules for you. So please visit to peritech.vm. So for our website. Yeah. Và việc thiết kế các cái module này thì đòi hỏi bạn phải có một cái kiến thức nhất định về cái hệ thống PSI và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ hoặc tư vấn cho các bạn về các cái module nào là tốt nhất trong các cái trường hợp trong các cái nhu cầu của trong cái nhu cầu của các bạn. Vì vậy để khi bạn cần một cái hệ thống cho PSI có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp để cho cái việc thiết kế cái hệ thống rồi. Alright, so thank you very much. Okay, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.